Cùng với sự phát triển về lực lượng, để xây dựng quân chủng hải quân hiện đại thì việc không ngừng nâng cao trình độ, kỹ chiến thuật, làm chủ vũ khí trang bị khí tài hiện đại là những mục tiêu được vùng 2 hải quân chú trọng trong công tác huấn luyện. Các phong trào thi đua sôi nổi thời gian qua là động lực để mỗi cán bộ chiến sĩ vùng 2 nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm đưa nhiều sáng kiến vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Hệ thống dẫn đường trên tàu thường chỉ có thể hoạt động trên biển, còn khi thực hành huấn luyện tại bờ, GPS của tàu không hoạt động thì không thể xác định được chính xác vị trí tàu dự tính dựa trên hướng đi và vận tốc. Giờ đây, những khó khăn này đã được giải quyết khi có hệ thống mô phỏng huấn luyện dẫn đường quán tính Sigma, là sáng kiến của thiếu tá Trần Quang Minh cùng đồng đội trên tàu 383, lữ đoàn 167. Hệ thống này sẽ mô phỏng một cái mặt máy của hệ thống Sigma, mô phỏng các hoạt động của hệ thống Sigma, kết nối với một con tàu giả định ở bên ngoài, sau đó đưa nguyên hệ thống lên trên cái buồng tác nghiệp này để cho người trưởng ngành hàng hải có thể vừa sử dụng hệ thống Sigma đọc các thông số hệ thống Sigma và tác nghiệp vị trí tàu dự tính ở trên buồng tác nghiệp này một cách dễ dàng. Liên tục trau dồi kinh nghiệm và tích cực học hỏi, những mô hình sáng kiến ra đời trong thời gian qua giúp cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị của vùng 2 hải quân làm chủ công nghệ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. 5 năm qua, toàn vùng có hơn 70 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong các nhiệm vụ, trong đó có 10 sáng kiến đạt giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội và giải thưởng Nguyễn Văn Vinh của quân chủng hải quân. Cán bộ nhân viên kỹ thuật tại các đơn vị thì tích cực chủ động phối hợp với các cái cơ quan chức năng, rồi các cái viện chuyên ngành của quân chủng hải quân và Bộ Quốc phòng tham gia nghiên cứu thực hiện nhiều các cái đề tài khoa học có cái giá trị ứng dụng cao vào trong công tác bảo đảm kỹ thuật. Và hiện nay thì chúng tôi còn tiếp tục phối hợp nghiên cứu nhiều các cái đề tài khoa học khác thì sẽ hoàn thành trong thời gian tới. Nhờ làm tốt công tác kỹ thuật, nhất là huấn luyện làm chủ chuyên sâu, nên các cuộc diễn tập bắn đạn thật trên biển gần đây của vùng 2 hải quân đều đạt kết quả tốt, bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật để tăng cường huấn luyện bắn, ném, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống. Trong các bậc diễn tập, đặc biệt là thực binh hoặc là bắn đạn thật trên biển ấy, thì cái phong trào thi đua quyết thắng đã đưa đến từ trên vùng xuống các đơn vị, xuống tận tới tàu và xuống tận các ngành, xuống tận các khẩu đội và xuống tận các cán bộ chiến sĩ sử dụng các trang thiết bị. Thế thì phong trào thi đua rất là tích cực và có cái sự thi đua rất là công bằng. Ở vùng 2 hải quân, mỗi cán bộ chiến sĩ không phải chỉ thạo việc của mình mà còn phải biết việc của người khác để sẵn sàng đảm nhận các vị trí khác nhau. Và tinh thần đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách được lan tỏa mạnh mẽ sẽ là động lực để những người lính hải quân nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.